Xin chào các bạn. Nếu các bạn đang cần một chiếc máy có hiệu năng mạnh nhất trong tầm giá mà phải là giá rẻ, loanh quanh 4 củ ấy, thì lấy chiếc Redmi Note 12T Pro nhá. Tuy nhiên, liệu chiếc máy này có nhược điểm gì hay không? Hãy cùng mình bắt đầu video nha. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Ngoài việc mua trực tiếp tại cửa hàng Mobile City thì các bạn có thể ủng hộ mình trên Shopee, mới nhất là Medashop. Trên đó thì mình sẽ bán phụ kiện điện thoại này, cộng với cả là điện thoại bảo hành vàng full 12 tháng. Đồng thời mình cũng sẽ bán hàng trên cả TikTok Shop. Anh em có thói quen mua hàng trên nền tảng nào ấy thì ủng hộ mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Rồi, hiện tại mức giá của chiếc Redmi Note 12T Pro máy mới nó sẽ là 3.950.000 cho phiên bản RAM 8GB bộ nhớ 128. Còn cái phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256 thì khoảng tầm 4.400.000 các bạn nhé. Và ngay sau đây thì mình sẽ chia ra thành 4 phần chính của video. Đầu tiên thì mình sẽ nói về nhược điểm của chiếc Redmi Note 12T Pro này. Các bạn thích xem chê mà đúng không? Tiếp theo sẽ là ưu điểm của máy. Thứ ba sẽ là những cái điểm bình thường của chiếc máy này. Và cuối cùng sẽ là so sánh với cả đối thủ trong cùng tầm giá. Các bạn muốn xem nhanh phần nào ấy thì đấy, mình đã chia timeline phía bên dưới nha. Rồi, bắt đầu vào nhược điểm của chiếc Redmi Note 12T Pro thì rõ ràng rồi. Nhược điểm to đùng của máy sẽ là về cái màn hình các bạn nhé. Tấm nền của máy sẽ chỉ là IPS LCD mà thôi, tần số quét 144Hz và độ phân giải sẽ là Full HD. Mình nói thẳng luôn là nó xấu trong tầm giá, được chưa ạ? IPS LCD thì các bạn sẽ bị cằm dày này, cam thâm này, tương phản nổi khối chưa quá cao. Cái màu đen các bạn xem vào ban đêm ấy, nó sẽ bị biến thành màu xám nhá, không đen hẳn như kiểu AMOLED các thứ. Tại vì bản chất tấm nền IPS LCD là như vậy mà, nó sẽ có một cái đèn nền phía bên dưới, được chưa ạ? Kể cả màu đen nhá, thì nó cũng sẽ phát sáng trong ban đêm. Tất nhiên rõ ràng rồi, nó không phải là kiểu xấu đến mức không xem được các bạn nhá, không gây khó chịu đâu. Chỉ là xấu trong tầm giá này, kiểu như những bạn nào mà quen dùng màn hình AMOLED rồi chuyển sang ấy thì chắc là cũng phải mất tầm 3 ngày để quen lại cái màn hình này. Còn những bạn mà đang dùng iPad rồi thì là ok nhá. Đây là một cái tấm nền iPad cũng gọi là ổn áp, được chưa ạ? Dùng vào ban ngày ấy thì nó cũng gọi là hơi nhợt nhạt hơn một chút so với cả là AMOLED thôi, không quá xấu đâu. Nên rõ ràng rồi, đây sẽ là một chiếc máy dành cho những bạn mà không khó tính về mặt hiển thị, những bạn không xem phim ban đêm quá là nhiều, được chưa ạ? Rồi, và mình nghĩ đây cũng sẽ là cái nhược điểm duy nhất của chiếc máy này thôi. Còn lại nhá, chuyển sang phần ưu điểm này. Lý do chính khiến tại sao các bạn mua chiếc Redmi Note 12T Pro thì mình tin nhá, 99% sẽ là về hiệu năng. Dimensity 8200 Ultra, đây là con chip mạnh nhất trong tầm giá, được chưa ạ? Với con chip này thì cách đây khoảng tầm một tuần thôi, mình có test lại game trên chiếc Redmi Note 12T Pro rồi. Kết quả là gì? Các bạn có thể quẩy Genshin ở đồ họa trung bình rất là tốt nha. Trung bình các bạn sẽ được là 53fps, một kết quả rất là ok đúng không nào? Chơi ngon lành nha. Tất nhiên, biểu đồ thì có gập ghềnh nhưng mà không gây khó chịu, được chưa ạ? Không bị giật. Và khi mình có thử chơi lên max setting thì nó sẽ hơi đuối nhẹ một chút, vẫn chơi được nha, chỉ là không quá smooth thôi. Và nếu các bạn gắn sò vào thì lại ok, được chưa ạ? Tại vì khi mà gắn sò ấy, trung bình các bạn chơi max setting nha, cũng sẽ được 53fps, ok chưa ạ? Đấy là do mình chơi cái map Sumeru rừng nó tụt khá là nhiều nha, chứ còn các bạn chơi những map khác là ok luôn, toàn 5x thôi. Rõ ràng là trong tầm giá loanh quanh 4 củ thì làm gì có máy nào mà làm được như vậy đúng không? Đây là chiếc máy mạnh nhất trong tầm giá để các bạn quẩy game, được chưa ạ? Quẩy game nặng luôn nha. Ngoài ra thì mình thấy cái phần nhiệt độ của con chip này cũng khá là tốt các bạn nhé. Ví dụ nãy mình chơi Genshin đồ họa trung bình đi, chơi loanh quanh 15-20 phút ấy, nó cũng chỉ lên tầm 40 độ C mà thôi. Một con số rất là ok nha. Tại vì nhiều máy mà chơi Genshin như vậy thì sẽ lên khoảng tầm 41-42-43. Rồi, một vài điểm khác của chiếc máy này không quá xuất sắc nhưng mà là ok, gọi là tốt trong tầm giá. Mình ví dụ nhá, máy sẽ có hai loa stereo này. Thiết kế của máy thì có khá nước nhẹ nhá, đúng chen vuông vắn, được chưa? Cầm nắm cũng khá là thoải mái, không vấn đề gì cả nha. Viền vuông nhưng mà kiểu nó là nhựa mới cả hơi vát một chút đấy, sẽ không quá cấn tai. Máy sẽ có cả jack tai nghe 3.5mm này, ok chưa? Cổng hồng ngoại đủ hết. Và pin của máy sẽ là hơn 5000 này, đi kèm với cả sạc 67W, ok cho tầm giá đúng không? Camera của máy đi, 64 chấm. Kích thước là 1/2 inch, nên rõ ràng rồi, nó không thể quá đẹp được. Nhưng các bạn lưu ý nhé, đây là một chiếc máy 4 triệu thôi thì mình nghĩ 4 triệu camera như vậy là ổn áp rồi, đủ cho các bạn dùng cơ bản này. Video call selfie là ok. Cam trước của máy có 60fps nha. Vân tay của máy sẽ là dạng bên hông, không quá tranh xả nhưng mà là nhanh, nhạy. Và hiện tại chiếc máy này thì cũng có ROM rồi, các bạn dùng là máy chính ok nha. Rồi, vậy thì đối thủ của chiếc Redmi Note 12T Pro sẽ là chiếc máy nào? Thực ra là về cái định hướng mà chơi game ấy, mình nghĩ là trong tầm giá, con này không có đối thủ. Như kiểu là IQ Z9X này, mấy con Realme 4 triệu thì làm gì đủ trình mạnh như máy này đúng không? Chắc chắn luôn nha. Nhưng nếu mà xét trên những máy mà định hướng khác một chút, như kiểu là Redmi Note 13 ấy, thì rõ ràng là chiếc Redmi Note 13 nó sẽ hơn chiếc 12T Pro này ở khoảng là màn hình đẹp hơn rất nhiều luôn đấy, tại vì AMOLED mà.
viền màn hình cũng mỏng hơn. Camera của chiếc Redmi Note 13 cam chính ấy cũng sẽ ok hơn các bạn nhé, 108 chấm, chi tiết hơn, hình ảnh lên cũng sẽ đẹp hơn. Nhưng rõ ràng rồi, về mặt hiệu năng thì chiếc máy này hơn rất rất nhiều so với cả chiếc Redmi Note 13, được chưa? Nên tổng kết lại ấy, trong tầm giá loanh quanh 4 triệu nhé, đây là một chiếc máy mạnh nhất các bạn có thể mua để làm gì, để mà quẩy game này, hoặc các bạn sử dụng lâu dài, chip mạnh dùng lâu dài. Mà với chiếc máy này để mà dùng cơ bản ấy, mình nghĩ các bạn dùng 4-5 năm là thoải mái nha, siêu mạnh luôn đấy. Và đấy, nó sẽ không phải là chiếc máy dành cho những bạn mà tín đồ xem phim, tại vì sao? Màn hình không quá đẹp. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 12T Pro này? Trong tầm giá lên quanh 4 triệu các bạn có mua hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, link mua em nó mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả này, cộng với cả bình luận game của video. Rồi xin chào, bye bye.